Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Bạn Phi có đang ghép cặp, có đặt camera nữa, đặt camera để giấu kính, xem mấy chuyện thầm kín nữa. Dạ. Cho con máy ra là cái máy hết nhiệm vụ rồi đó, là bắt đầu là tới giai đoạn của con trống. Thì rất là sâu, 7-8 mét. Nó thụ tinh rồi trứng nở rồi ấp con này nọ, thì tổng cái thời gian một cái mua vậy nó khoảng tốn không bao nhiêu thời gian. Bé này em nuôi lâu chưa em? Dạ cũng được gần năm rồi. Gần năm. Em nuôi lúc mua về cũng nhỏ. Con người đó. À, con người không có tác động vô, không có tác động vô được nhiều. Khổ cái á là gọi là chùa nhà không có thiên. Đúng rồi. Thì có những con mà Việt Nam mình có rất là nhiều, nước bạn thì thèm khác cứ nhập qua thì họ coi là quý, nhưng mà nước mình thì không có quý. Câu mình là Nam Ngô. Ok, các bạn lại làm phiền bạn Phi tiếp, nhờ bạn Phi chia sẻ, tại vì mình thấy là bạn Phi có đang ghép cặp hai bạn Blacko với nhau, hay quá. Có đặt camera nữa, đặt camera để giấu kính, xem mấy chuyện thầm kín nữa. Dạ, đúng rồi. Thì sẽ nhờ Phi chia sẻ về cái gọi là thời điểm, thời gian cũng như là những cái điều kiện để ghép cặp, lưu ý gì này nọ cái thứ ha, anh nhờ em. Dạ. Thì như mọi người cũng thấy là để set up một cái hồ mà ghép cặp á, thì nó cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải nhiều, nhưng mà cái quan trọng nhất là vẫn là có hang. Ừ. Cái này hang của nó nè. Hang. Hang là để cho cá trống á, là nó sẽ dụ con cá mái vào hang. Và ép giống như nãy là em cũng có, bây giờ em chia sẻ lại là đây là một cặp trống và mái. Trống á thì đang nằm trong hang, là bắt đầu là nó sẽ có tập tính nó dụ mái. Và cái này là thường mấy bạn cũng ít gặp lắm nha, do em có camera cho nên em có quay được những một số tập tính của nó, là trống nó sẽ dí con mái. Dí chạy vòng vòng ở trong hồ vậy đó. Đó, dí chạy vòng vòng á, sau khi mà con mái nó sẽ ép con mái vô một cái thế gọi là hết đường chạy rồi, bắt buộc phải chui vô trong ép dậu, tấn vô dậu á. Đó, là khi vô dậu rồi nó nằm đúng ngay cái vị trí vậy đó, nó sẽ canh cửa hang rồi nó kẹp cho con mái vậy đó. Và trong vòng khoảng 7 ngày hoặc là hơn tới 10 ngày á, là khi con mái xả trứng rồi nó bắt đầu nó cho con mái ra. Cho con mái ra là cái mái hết nhiệm vụ rồi đó, là bắt đầu là tới giai đoạn của con trống. Mà để được cái tới giai đoạn mà con mái xả trứng ra là cũng chua lắm nha. Và trong đó nó cũng phải có một số dòng á, là ép là anh phải có kích nhiệt độ. Tại vì cái đặc thù sinh sản và mùa sinh sản của những dòng cá này á, thì nó sẽ là vào mùa đông, vào mùa mưa á. Là khi mà mùa khô hạn nó đã hết rồi, bắt đầu chuyển những cơn mưa đầu mùa á, là bắt đầu tới sẽ tới những mùa sinh sản của cá. Và em phải giả lập làm sao nó giống như cái mùa sinh sản gì đó. Cho nên là em cũng có sắm một cái chiller, là khi mà mình thấy cái thời điểm nó phù hợp rồi á, thì bắt đầu mình sẽ giả lập cái mùa mưa, cho nhiệt độ xuống thấp để cho con mái và con trống là nó biết là mùa mưa tới rồi, rồi tới mùa sinh sản của nó rồi. Thì bắt đầu là nó mới đẻ, nó mới xả trứng. Và khi con trống thụ tinh xong rồi á, là bắt đầu là các con nó chờ tới lúc nó nở, tới các con có noãn, là trong quá trình này là con trống nuôi hết. Nhưng mà thường á thì trống nuôi thì ngoài tự nhiên thì có cái vấn đề mà gọi là sinh tồn và gọi là chọn lọc á, đào thải. Thì nó xác suất các con nó giữ không được nhiều, cho nên em phải can thiệp vô. Giống như anh nuôi bên bò sát cũng vậy đó, thì có những cái là ở ngoài tự nhiên nó sẽ chọn lọc, còn con nào yếu hay con những con đúng nào rồi, không đẹp lắm đi bụi thôi. Còn đây em sẽ chọn lọc ra, em nuôi, em ấp, thì đương nhiên cái xác suất thành công nó, cái xác suất rủi ro nó hạn chế hơn, nó đỡ hơn, đỡ hơn, cao hơn. Còn con trống thì nhiều khi có con nuôi tốt, có con nuôi không tốt, giống như ông bố vậy đó. Đúng rồi, đúng có rồi. Bố tốt, bố xấu. Bố xấu thì nhiều khi nó bỏ bê con, nó không chăm con là cá nó chết. Rồi hoặc có bố nào đó nó hoảng quá, nó có một cái sự cố gì trong hồ đó, nó hoảng cái nó ăn hết cá luôn. Đúng rồi. Nó tự ăn cá. Cá thì nó hay có tình trạng đó. Dạ, ha. Nó chết cái là nó nhai nó luôn, nhai con luôn, hoặc là nó bỏ ổ luôn. Nhưng mà ví dụ như con cá mái, cá trống á, em nhìn cái hành vi nào em biết là nó muốn vô cái mùa sinh sản? Cái thứ nhất đầu tiên á, quan trọng nhất á, là kích thước của hai con ha, phải đạt tới cái độ tuổi trưởng thành và độ tuổi gọi là cái size sinh sản đó. Là tầm bao nhiêu em? Như cái dòng là 25 này á, thì con trống á là phải tầm khoảng từ 35 cm trở lên, là gọi là đủ cái độ chín mùi á, size sinh sản. Còn con mái á thì đặc biệt là tầm khoảng 25 trở lên. Và tới mùa sinh sản thì bắt buộc con mái nó phải có trứng.
nó trứng đây nó rất là dễ bị nhầm lẫn với cái vấn đề nó mập béo á. Khi mà anh nuôi con cá tới cái một cái độ tuổi nào đó cái là cá nó phát phì lên, bụng nó cũng to, mình cứ hiểu nhầm nó là mập hoặc là sình bụng, nó cũng là cái triệu chứng này rất là nguy hiểm. Mình phải quan sát thêm, có nghĩa là khi mà con cá sình bụng á thì nó sẽ đi phân trắng, nó có những cái biểu hiện của bệnh á mình biết. Còn nếu mà con cá bình thường ăn uống điều độ, đi phân đẹp, gọi là phân đẹp, thì nó đang là tới mời kỳ sinh sản và mình sẽ nuôi trứng nó, giống như nói nuôi cho nó mổ cho nó béo lên, trứng cho nó đầy đủ, nó bắt đầu là mình mới đưa vào cho nếp. Chứ nếu mà trứng nó ít hoặc là nó mới ban đầu ha, thì anh thả cặp vô nó chỉ có đánh nhau thôi chứ nó không ép được trứng vậy đó. Thời thì... điểm phải chín mùi. Dạ đúng rồi. Cái đó quan trọng á. Thời điểm phải chín mùi. Khi nó chín mùi rồi là bắt đầu nó dễ đẻ hơn. Hoặc là giống như con cái nó muốn lắm rồi. Kiểu giống như nó tức tới nái. Rồi, nó tới nái lắm rồi. Nó bây giờ nó phải cho tôi đi, vô đi, ít đi đó. Hay. Cái hang này là cái hang mà là chuyên dụng cho nó luôn hả? Cho dòng Leco này hả? Dạ đúng rồi. À. Hay này à. Cũng là người ta cũng cũng làm thủ công đó. Dạ như cái gốc cây á, gốc cây bụng á. Dạ gốc cây á, hốc đá đó. Mà ngoài tự nhiên thì nó đẻ trong hốc đá. À. Đẻ trong hốc đá. Trứng của nó thì ở đây không có cặp nào có đẻ trứng thì không có quay được cho anh, với trứng của nó cũng đan lại với nhau á. Nó dính gắn kết là một chùm vậy nè. Chùm trứng lại với nhau nè. Anh em mình ngồi ở đây thì ngồi chùm hổm tê dò quá. Còn cái này là hai bạn này đã gọi là kết nối với nhau chưa? Hiện tại cái dòng này em chưa có nuôi thành công. Chưa nuôi đẻ thành là công. Em cũng đang quan sát á. Dạ đang quan sát. Đang quan sát. Có nghĩa là cũng bị fail nhiều lần rồi đó. Có nghĩa là có trứng rồi hai bạn giao phối nó không có thành công rồi nó tiêu trứng luôn, nó mất trứng luôn. Có nghĩa là cái bạn cái cũng sẽ đẻ trứng ra trước trong rồi bạn đực mới rưới tinh lên. Dạ đúng rồi. Một số dòng khác giống như nãy em quay anh quay anh có thấy những cái dòng có gai mà màu sắc nó tối tối hơn đó là những có một số dòng em đã nuôi thành công là em cho đẻ rất là nhiều lần rồi. Hay nhưng mà ta. Riêng cái cặp cái dòng này á thì nó lại có một cái độ khó khác nhau. Đúng rồi. Cái mỗi mã nó lại có một cái độ khó khác nhau, không phải là cứ đủ chống mái là nó sẽ đẻ ra đâu. Đúng rồi. Nó có những dòng nó rất là đẻ rất là dễ, nhưng mà có những dòng cực kỳ khó luôn, nó cần phải có một cái yếu tố điều kiện khác mà có thể là do em chưa có nắm bắt được chưa có tìm ra được. Thì đương nhiên đó, giống như em nói, giống như nãy em chia sẻ, nhiều lần thất bại thì tới lúc thành công nó vui sướng lắm. Nó vui sướng lắm, anh biết anh cái cảm giác đó. Giờ anh nhắc là anh vẫn nói ra gà mà. Nó phê nó phê. Rồi cá trống thì đang dành cái hang nằm đây luôn. Dạ đúng rồi, nhưng mà khi mà tắt đèn đi, khi mà tối đến á thì con trống nó sẽ đi ra ngoài. Nó sẽ dí con mái. Nó dí con này nè, nó cạp trên đầu con này, là cạp vô mình con này, là cạp vô đuôi con này, là giống như là gọi là thể hiện chủ quyền vậy đó. Em là của anh, em là của anh vậy đó. Thôi phải cắn đánh dấu vô vậy đó, thì phải dụ làm sao nó vô cho nó vui vô hang. Chui vô hang. Nếu vậy em nói là tụi này cái tập tính của nó là nó cũng sinh hoạt mạnh vào ban đêm hả? Dạ đúng rồi. À tại thường ở ngoài thiên nhiên của nó thật sự là ánh sáng không có như vậy. Đúng rồi, ánh sáng không có sáng như vậy đâu. Sáng như vậy chỉ qua là mình làm để cho mình ngắm thấy đẹp, mình ngắm thôi. Chứ thực tế là cá ở ngoài ánh sáng rất là mờ, ban ngày thì nắng chiếu xuống thì nó đã qua những cái tán cây, qua những cái gốc cây là nó đã che rất là nhiều rồi. Thì khi mà xuống dưới cái tầng đáy, đã nó là tầng đáy nữa thì nó tối thui. Em có xem những cái clip mà mọi người đi gọi là đi khám phá khai thác những cái dòng cá này nè. Thì rất là sâu, 7-8 mét. Dạ 7-8 mét, chục mét, có những dòng chục mét mà nó nằm ở trong hốc đá nữa, mà muốn soi là phải cầm đèn pin soi, rồi bắt đầu là lấy dụng cụ rồi để mà bắt nó. Bắt bằng tay á, bằng tay chứ không có thể nào dùng lưới hay dùng vợt vậy, tại nó nằm ở trong hốc rồi. Mà tụi này nó cái tính cách của nó khi nó tiếp xúc với con người nó hung người ta cắn không? Dạ khi đúng mà gọi là đúng theo bản năng của nó thì gặp con người thì nó căng ra. Cắn là gọi là khi mà mình đụng trúng cái răng của nó thôi, chứ thực tế là dòng này nó không có cắn. Mà răng nó bén không ta? Dạ không, nó cũng mềm xèo à. Anh nghĩ nó rất là mềm, nó giống như móng tay của mình vậy đó. Móng tay của mình hơi mỏng mỏng á, tại vì răng của nó rụng rất là nhiều. Nó rụng răng rồi nó thay răng mới á. Tại em nuôi nhiều thời gian á, răng nó nổi mà nó có những con nó hút vô lọc á là một cục luôn nè. Mà nó thay liên tục à. Có nghĩa nó đụng cái vòng đời răng của tụi này nó cũng ngắn á. Nó cũng thay răng liên tục à. Bạn cá mái này thấy có quay phim giờ chui ra nè. Mà anh thấy cái size giữa cá mái với cá trống nó cũng chênh lệch nhiều quá ha.
Dạ đúng rồi, nếu mà hai con mà sang ngang sai với nhau là bảo đảm không ép được. À, tại vì cá mái nó hung lắm, khi mà nó tới kỳ sinh sản là rất là hung. Ồ, là con đực làm không lại nó. Dạ đúng rồi, đực làm không lại, đực là phải sai to hơn nhiều để trấn áp nó, chứ còn mà nếu mà sai ngang nó hoặc là con mái to hơn mà đực nhỏ hơn thì thua. À, xác suất mà thành công gần như rất là thấp luôn. Như hai con này là hai con đẹp nhất trong hồ của em. À, là em đang cho nó tới thời kỳ giao phối rồi, đang cho nó giao phối. Cái này em đang ghép thử mùa đầu hay là đã làm mấy mùa trước mà không thành công rồi? Đúng rồi, đã làm nhiều lần rồi mà chưa thành công. Em tới hai con trống, ba con mái. À, mà cũng giao cái gọi là đổi với nhau á. Đôi lúc có những cái gọi là mình có thêm cái chiêu trò, giống như trống này với mái này không hợp nhau mình đổi trống khác, bỏ qua thì phải làm lại cái chu trình ngay từ đầu. À, làm lại ngay đầu luôn, là phải cho nó nhiệt độ thế nào, rồi cho nó làm quen cá, làm quen cái quy trình đó. Thường thường nó tốn khoảng bao nhiêu thời gian của em? Cũng phải là từ nửa tháng tới tháng. Nửa tháng tới tháng. Dạ. Ví dụ như cái quy trình mà từ lúc mà em bắt đầu em giới thiệu hai bạn chống mái với nhau rồi em tạo cái môi trường thích hợp để cho bé nó vô cái mùa sinh sản, ví dụ như là em cho hạ nhiệt độ nước xuống. Dạ. Xong rồi tới lúc mà bạn cá mái nó đẻ trứng rồi con đực nó thụ tinh rồi trứng nở rồi ấp con rồi nọ, thì cứ tổng cái thời gian một cái mùa như vậy nó khoảng tốn không bao nhiêu thời gian? Nếu mà đã gọi là cho tới, nếu mà em nói là thành công đi ha, một cái thành công mà gọi là trung bình mà thường những cái lứa mà em thường có thì tầm khoảng mất một tháng là từ cái lúc mà hai con bắt cặp với nhau tới lúc mà ép để nở trứng và các con hết loãng á là tầm khoảng một tháng. Từ các con bắt đầu là từ hết loãng cho đến tới lúc lớn là phải tính độ năm, giống như tới mà sai mà baby á, mà khỏe được có thể tách bầy nuôi riêng tách hồ được á thì tầm phải thêm hai tháng nữa. Dạ. Ủa vậy cái trứng cá này nở nhanh đó ta, nó đẻ ra có nghĩa là con cá thì nó không có thụ tinh trước, ví dụ con igu của anh thì nó dễ rồi. Đúng rồi, con igu của anh cái trứng nó tượng lên như đây, cái con đực nó phối tinh vô thì cái tinh đó đầu nó vô đầu nó lớn cái trứng ra từ từ thì nó đẻ ra. À, thụ tinh trong, còn này thụ tinh ngoài thì nó đẻ cái trứng xong rồi thụ tinh ngoài, mà trong vòng một tháng là nó nở con rồi hả? Nhanh dữ ta. Dạ cũng nhanh lắm. Có nếu mà trứng thì tầm em nghĩ tầm khoảng nhớ không lầm là tầm khoảng 15 ngày là bắt đầu là nó nở rồi. Thì cũng nhanh ha, cái tuổi đời của nó cũng nhanh. À, cái dòng cá này cái tuổi đời nó cao nè. Dạ cao. À, cũng nếu mà sống dài thì cũng phải mười mấy năm. Dạ. Mười mấy năm là lâu quá. Dạ. Ngon á. Nhưng mà để mình nuôi được tới đó khó. Khó lắm hả? Khó lắm. Xác sức rủi ro nó cao lắm, nhiều lắm, giống như chỉ cần hôm đó mình lỡ tay mình thay nước hơi nhiều là mật độ nước, môi trường nước nó thay đổi là cá nó sốc và nó bị bệnh liền, mà mình cứu chữa không kịp là nó chết. Có những con mình nuôi nó tới 4-5 năm mà tới hồ nó ra đi trong vòng 1 phút ngạt thôi. Nó giống như em nói đó, là chỉ cần nhảy ra khỏi hồ mà không cứu chữa kịp thời là nó chết đi. Anh gặp mấy vụ này, bản thân anh là trải nghiệm mấy vụ này nhiều, chỉ có nói hai từ là thôi chắc cũng hết duyên rồi. Duyên mình tới đây chứ cũng không biết nói làm sao, đang rất là ok bình thường tự nhiên một cái chuyện trời ơi đất khởi đi bụi luôn. Dạ. Đây, anh là cũng bị nhiều vố lắm rồi đó. Dạ. Anh em mà nuôi càng về lâu á, mình không có tự hào gì mà về cái thành tích gì hết, mà chỉ có thành tích gọi là cá chết thôi. Nó nổi là em phơi xương của tụi nó, em làm nguyên bộ sưu tập luôn. Ồ. Nhưng mà rất tiếc là em chưa có làm gọi là những cái công tác mà để mà bảo quản bảo dưỡng nó, thì thời gian cái nó bị mối mọt xuống thì đâu phải xử lý hóa chất được. Đúng rồi, phải xử lý hóa chất nhiều. Hồi trước em có nguyên một cái sân thượng, em mới làm nguyên một cái khu vực luôn là để chứa xương mấy con này, xếp nguyên hình xương cá vậy đó. Cũng gọi là niềm an ủi, cũng là một cái thú vui mới của mình, nhưng mà không nên. Cái mùi này không được khuyến khích. Càng nhiều là càng nhiều nỗi đau. Càng nhiều bộ sưu tập này càng nhiều thì càng nhiều nỗi đau của mình sẽ chồng chất nhiều hơn. Con nào mình cũng thích, đương nhiên là thích mình mới chơi, mình mới nuôi dưỡng nó. Mà con nào càng sống lâu với mình á, mà tới lúc hồi nó mất thì mình cũng xót lắm. Có nhiều bữa em bỏ ăn luôn. Không có tâm trí, không có gọi là không có vui vẻ gì luôn á, giống như là hôm đó một ngày stress luôn, làm việc nó cũng không hiệu quả gì hết. Đồng cảm lắm các bạn, đồng cảm. Ok em, thôi anh sẽ chúc em thành công với lại cái project, cái dự án này của dạ, mình rồi, ha. Cảm ơn anh. Rồi anh nhìn lên đây anh thấy trong một cái dàn Pleco tự nhiên có một bạn hoàng đế ở đây. Cá lóc hoàng đế, anh cũng đang mê cá lóc quá trời vậy nè. Lanh
Bé này em nuôi lâu chưa em? Dạ cũng được gần năm rồi. Gần năm. Em nuôi lúc mua về cũng nhỏ. Cái xe máy? Xài chắc cỡ mười mấy. Mười mấy. Dạ. Một năm nay lên chắc cỡ này chắc cỡ hai mươi mấy, gần 30 á. Dạ gần 30 rồi. Gần 30 rồi đó. Nhưng mà con này là em cũng cho ăn cũng ít á. Chứ còn một số anh em mà nuôi chăm đều á. Chuyên về lóc hơn á thì họ nuôi cá nó nhanh lớn. Nhưng mà từ cái độ tuổi này mà lên nữa bắt đầu nó chậm lại rồi. Đúng rồi. Cái độ tuổi mà gọi là trưởng thành mà lên độ tuổi lớn hơn nữa là nó chậm rồi. Nhưng mà con này giống như giống như cá bê ta vậy, nếu mà phải thôi kè nó, phải kè nè. Kè bắt đầu nó sung lên. Nhưng mà anh thấy lớn thì nó lại không lanh nữa, anh cũng dạ, không khoái lắm. Nó xài chung chung nó lanh hơn. Cho nên em mua từ nhỏ nó là vậy đó. Đó. Nó đang sung nè, thấy nó kè lên nữa. Cái dòng lóc hoàng đế này thì so với lại cái dòng lóc thường thì nó có những cái điểm đẹp nào mà nó được đưa lên cái vị trí là hoàng đế luôn em? Cái nhất là cái điều kiện nuôi nó cũng khó nhằn hơn. Nó nuôi trong môi trường nước mát, nhiệt độ thấp. Độ thấp. Phải tốn kém nè, nuôi đó phải tốn tiền rồi đó, tốn tiền điện rồi đó. Cái nhất, cái thứ hai nữa nó thuộc dạng cá hiếp. Không sinh sản được. Không sinh sản gọi là tự nhiên được. Sinh sản thì tự nhiên nhưng mà có thể lai tạo bằng mình con người đó. Không, con người không có tác động vô, không có tác động vô được nhiều. Đa phần là đánh bắt không, cho nên là nó ít. Một số nước thì nó lại cấm. Đẹp. Nhưng mà cá lóc ở Việt Nam có mà. Dạ Việt Nam có, cũng có nhiều dòng á, nhưng mà khổ cái á là gọi là chùa nhà không có thiên. Đúng rồi. Thì có những con mà Việt Nam mình có rất là nhiều, nước bạn thì thèm khác cứ nhập qua thì họ coi là quý, nhưng mà nước mình thì không có quý, nhưng mà có những con nước họ thì họ coi như là cá cỏ vậy đó. Đúng rồi, chán về đó, nhưng mà mình lại quý, muốn đem về muốn sở hữu. Thì kiểu lúc nào nó cũng vậy mà. Là nó nó có cái lợi hại vậy đó. Lúc nào cũng vậy mà đâu, anh sung lên này nè. Cá lóc hoàng đế này giờ giá trị nó cũng cao lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ nó cũng hạ nhiệt bất rồi, nhưng khoảng thời gian giống như là nó khan hàng á. Khan hàng. Thì kiếm cũng không có luôn. Anh em lóc cũng đang phát triển mạnh. Dạ. Chăm sóc lóc này em có gặp khó khăn gì không em? Em nuôi này là em thấy nó tò mò quá, em muốn trải nghiệm thử anh rồi. Dạ đúng rồi, em cũng thích trải nghiệm thêm vậy đó. Một số dòng cá em muốn trải nghiệm thêm cái tập tính, rồi cái cách sinh hoạt, rồi rồi cái gọi là cái độ đa dạng của con cá vậy đó. Những dòng cá mới mình muốn nuôi thử. Em cái cách chơi của em mà anh rất là thích, tại vì gọi là thích quan sát. Thích quan sát thì em quan sát cái bạn lóc hoàng đế này thì em thấy nó có những cái gì nó hay, nó ấn tượng với em không? Thường á lóc á mọi người nuôi chuyên thì cũng biết á là lóc nó cũng thụ động đó. Nó không có linh hoạt như một số dòng cá khác. Nhưng mà cái tập tính của nó em thích ở chỗ là cái tập tính săn mồi nó. Rất là hung. Nó săn mồi khỏi nói ha, ấn tượng. Săn mồi khỏi nói, có những cái nó như cái rồng vậy đó, nó săn mồi có thể nó đớp mồi ở trên không. Đúng rồi. Cho nên là ở trên đây em vẫn có những cái kiến này. Không có bay luôn á. Không có đã bay ra ngoài, có nghĩa là những lúc em thả mồi xuống là nó đớp. Và rất là hung, giống như nãy anh nói là nuôi cá lê cô có cắn không, cá lê cô thì không cắn nhưng mà riêng con này nó lại dứt cắn à. Này bản thân bọn mình bỏ tay vô nó cũng cắn, nếu mà nó hoảng đôi lúc gần nó thì nó bay giống như phản xạ của động vật mà nó hoảng lên là nó tự vệ trước. Anh em nhiều anh em cũng bị rồi, cũng bị cắn rồi, mà nó con này rất là hung. Con này nuôi ghép nó cũng khó nữa. Này không biết có ai mà cái này nãy mình nói là giống như con người mình không có tác động vô cho sinh sản được mà đúng không? Dạ đúng. Chưa rồi. Chắc chưa làm được. Chắc thôi. Chưa làm được. Từ từ cũng làm được thôi. Mặt ảnh cũng ba gai, mặt cũng vô côn quá trời. Cái màu nó đẹp. Màu đẹp ha. Dạ. Màu nó lên ảnh rất là ăn ảnh luôn. Mà nó hiền. Con này có thể nuôi chung với những một dòng cá khác được. Thường á em thấy những dòng hoàng đế, nhưng riêng những dòng gì mà có gọi là cá hoàng đế, cá của nó thường nó hiền lành.
nữ hoàng này nó giữ. Nữ hoàng giữ hơn. Đúng rồi, nữ hoàng. Nãy giờ gặp con cái nào cũng giữ nè. Đúng rồi, con cái là giữ à. Thứ con đực á là lúc nào nó cũng hiền dịu nó nhẹ. Nói con cái là con nào cũng giữ nghe hằng học quá. À. Nghe có vẻ cay đắng quá. Cay đắng quá. Em có tính kiếm thêm bạn cho nó không? Trước mắt thì chắc khó là dạ em tính nuôi một con trước, mình nuôi thử nghiệm thôi. Còn tương lai thì có thể là một vài con, tại vì con này nuôi cộng đồng được, nuôi cộng đồng được, con này cũng cộng đồng được, nhưng mà để phù hợp thì nên cho nó một cái hồ. Nếu mà đá nó giống như em nói rồi, cá càng nhiều thì hồ phải càng to, lưu lượng nước nó phải lớn để đảm bảo được là cái mật độ cá nó thưa đi. Thì cá nó sinh sản, nó sinh sống nó tốt hơn. Quá hay luôn. Hôm nay là thấy được, nghe được Phi chia sẻ cái đam mê của Phi, mà cái cách chơi của Phi cũng rất là ấn tượng, rất là hay luôn hả bạn. Mình cũng rất là khoái cách chơi này. Chơi mà quan sát, tìm hiểu cái đặc tính của từng giống loài. Có những cái mà các bạn không có tìm thấy trên sách vở hoặc là trên internet được đâu. Có những cái các bạn phải tự chơi, rồi tự trải nghiệm, tự ngắm nhìn nó, rồi tự thấy ra. Đôi khi hai người cùng chơi đi ha, nếu mà bạn có duyên bạn mới thấy được cái cảnh đó, còn người ta không có thấy được đâu. Đúng rồi. Đó gọi là cái duyên của cái chơi đó. Nhiều khi đôi lúc mình nuôi thâm niên, mình nuôi lâu nhưng mà chưa chắc là cái cảnh đó mình lại thấy. Đúng rồi. Có một số người mới chơi thôi nhưng mà lại người ta bắt gặp được những cái khoảnh khắc đó, nó rất là hay. Nhưng mà để quay lại được nó lại khó nữa. Quay lại không được đâu, không nổi đâu. Em thấy ở ngoài tự nhiên mấy cái nhiếp ảnh gia mà nổi tiếng, người ta đặt cái máy xong rồi người ta ngụy trang rơm cỏ, người ta nằm ở đó, nằm về, dạ, nằm vật. Biết bao lâu mới lấy được có mấy giây hình ảnh. Chờ cả mấy ngày trời. Mà mới chỉ có được có một vài đoạn clip hình ảnh thôi. Bây giờ thì có robot rồi, tiên tiến rồi, nó đỡ rồi. Hơn rất là nhiều rồi. Còn ngày xưa những tay săn ảnh, đúng như cái săn ảnh luôn á, là chỉ có canh me và rình mò thôi. Quá công phu luôn. Ok, rồi, thank you em nhiều. Cảm ơn những cái chia sẻ của em rất là nhiều. Các bạn, đây là cái dự án sinh sản Pleco của Phi ha. Đó, thì cho các bạn thấy là cũng fail rất là nhiều lần rồi, và tới giờ vẫn chưa thành công, nhưng mà anh em vẫn tiếp tục đam mê, vẫn tiếp tục nghiên cứu thôi. Chúc em thành công với lại dự án này. Rồi, ok, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Rồi, cảm ơn. Bye bye.